Đây chính là chân ái của những người bận rộn giống như Hạ vậy đó. Lần đầu tiên dám công khai cho các bà cái thời điểm da của mình xấu nhất. Đây là lúc Hạ đi phim rất nhiều, bị mụn nè, thâm, rồi lỗ chân lông to. Hạ sử dụng bao nhiêu cách cũng không hết luôn. Da của mình phải thật sự rất sạch thì mới có thể tái tạo được một dòng bio da chuẩn spa với cơ chế là bio da sinh học và lấy sạch đi những cái bụi bẩn, những cái chất do động lại lâu ngày trên làn da của mình. Lúc đó da mình sẽ sạch hơn và đồng thời sẽ nuôi dưỡng và tái tạo một cái làn da căng bóng, lỗ chân lông mới có thể thu nhỏ lại được đó. Một sản phẩm không mất quá nhiều thời gian, rất đơn giản để sử dụng, cho một lượng nhỏ vừa đủ lên da rồi thoa massage từ 10 đến 15 phút, rồi sau đó mọi người cứ để đó lưu lại trên da từ 45 tới 60 phút rồi rửa mặt bằng nước. Còn đối với da của Hạ thì Hạ để 50 phút. Mọi người bôi da liên tục 3 ngày cho Hạ, đến ngày thứ tư sẽ có hiện tượng bong da nhẹ. Nhưng mà mọi người yên tâm, chỉ là bong da một tí xíu thôi, không có bị ngứa, châm chích hay mẩn đỏ gì hết. Mọi người vẫn có thể đi chơi, đi làm bình thường. Đến khoảng ngày thứ 6 và thứ 7 thì da mình cũng bong ra gần hết rồi đó. Thì Hạ sử dụng đến em Pro Vitamin B5 có công dụng giúp phục hồi và làm dịu da gấp 6 lần so với vitamin B5 thông thường. Kết cấu thì rất là mỏng nhẹ nên thẩm thấu vào da rất là tốt luôn á. Và cuối cùng là Hạ sử dụng đến kem dưỡng collagen giúp cấp ẩm và làm cho da của mình căng mịn trắng khỏe. Hai em này thì mọi người sẽ được tặng kèm khi mua sản phẩm Bio Da, không cần phải mua thêm bất kỳ một thứ nào khác hết. Đây là một sản phẩm Bio Da khoa học để giúp cải thiện những vấn đề thâm nám sạm cho mọi người. Mọi người nhìn đi, thấy chưa? Da của Hạ á, sau khi mà bio xong á thì đã hết sần sùi, lỗ chân lông thu nhỏ hẳn và trắng hồng căng bóng hơn rất là nhiều luôn á.